Rồi sau đây mình hướng dẫn cách kết nối với in 30BM, in mã vạch kiểu Việt điện thoại nha. Thì đầu tiên là mình vô các phải lính kiểu Việt nè. Rồi mình vào chỗ nhiều hơn nè. Mình bấm chỗ cài đặt. Rồi sau đó mình chọn in nè. Thêm ha. Mình chọn model là Cabot 365B nha. Thì địa chỉ IP thì trong in nó sẽ có sẵn. Thì cái này khi mà in thì bên mình sẽ xét sẵn nha. Đây mình nhập hiện tại là 192 nè, .168 nè, .0 nè, .239 nè. Rồi tên bên thì mình đặt đại nha, ví dụ như tên tem á. Rồi bấm anh thử nha, sau khi kết nối rồi bấm anh thử. Rồi nó ra được cái tem là kết nối ok ha. Sau đó mình lưu lại nè. Rồi bây giờ mình sẽ anh thử một quầy sản phẩm để xem nha. Vào hàng hóa nè. Nhắc vô sản phẩm cần in. Chúng ta gạch trên, nhớ cái lần nè. Mình bấm anh tem mã nha. Rồi mình chọn số lượng ha. Cái này mình chọn số trả cái tại gì nè, tem đo nha. Mình chọn 88 số lượng 38 nè, bấm anh đây. Anh. Đây. Nếu mấy bạn cứ in tương tự thì lúc sản phẩm nào thì mình cứ nhắc vào qua rồi bấm ba chấm trên đầu này, in tem mã này, rồi mình chọn số lượng này, in này. Thì cái tem này mình gỡ là mình dán trên cái sản phẩm mình ha, tem này mình dán rồi ha.